quay đúng rồi mày ha. Rồi bệnh nhân nắm tay, nắm bóp nhiều nắm lần. cứng lại, nắm bóp lại, Rồi nắm nắm cứng luôn. Rồi buông ra. À, bây giờ buông bên quay nha. Hồng lại. Rồi, làm nắm bóp lại. nắm tiếp nữa. À, nắm luôn. Buông ra. Buông bên trụ nha. Tay vẫn trắng. Không, để một thời gian lâu rồi bệnh nhân có thấy tê tay không? Một thời gian coi. Vẫn trắng ha. Không ha. Nhưng mà buông quay ra bắt đầu hồng lại. Rồi, kết luận là cái gì? Bệnh nhân có dấu hiệu của tắc bên động mạch trụ. Ok.